mỗi một que đây. Tính một que đã chết rồi. Ấy. Ồ. Ui. Mưa rồi. Dưới kia mưa rồi. À. Bốn con anh ạ. Cỏ này anh em ơi. Con này khốn thế nhỉ. Ui bỏ rồi, bỏ rồi. Đâu rồi? Đã xuống tận đây rồi. Chắc là lộ nhựa hay. Đúng rồi. À nó rồi. Chết đâu? Úi. Dụng rồi, dụng. Dụng như sung được. Ok nhá, để ra gỡ cỏ anh em. Sướng. Giờ mới ra đến bản anh ạ. Đánh cỏ nhựa này chạy xa là sướng lắm anh em. Đã nơi toát mồ hôi. Ngồi tầm 100 mét anh em. Cỏ vỉ đẹp thế. Sao anh không phạt sạch lòng ao đi? Hả? Phạt sạch đi, không có xuống lòng ao là nhịn. Hai cỏ mồi rồi anh em. Cỏ bắt đầu đổi lông lon. Đây hai anh em đang sử dụng keo A1 đánh cò nhé. Mỗi một que đây. Tính một que đã chết rồi. Đấy. Ok các bác nha. Mỗi một que đã ăn. Đang đánh sướng thì gặp mưa anh ạ. Được 4 con. Và đây quay cho anh em xem là phát đầu tiên. Thu thôi. Anh em nó đút chẳng địch vào đấy. Mưa ấy. Gió này là mưa không chạy. Mưa nơi ấy. Đây tinh cò bợ đây anh em. Đấy, còn keo để đánh con cò này thì sử dụng keo A1 kìa. Để anh em mua keo thì liên hệ số điện thoại để có màn hình video. Ui. Mưa rồi. Dưới kia mưa rồi. À. Bốn con anh ạ. Đây lọ keo của nó đây. Đấy con bàn thì đánh ở cái chuông ấy, lọ keo này. Đấy, sướng không? Bốn con. Lít 2 rồi. Thôi cất đi. Rồi. Keo sử dụng keo A1 đây anh em này. Đấy, dòng keo này thì chuyên cò vàng. Thì trong cái thời điểm mùa di cư này mà anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Đấy còn keo đây thì quay cho anh em xem về keo tí. Mày xuống thu nhựa bố mày đi không mưa. Rút thì phải xuống rút có mồi đi. Đây keo đấy. Cò đút ở ngoài. Đấy con que lan cam quang này thì cái loại sơn màu xanh ấy. Cái này này, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Đấy. Thế thì thôi mà, có không có keo bám dính. Mấy mồi nhốt chẳng địch về đấy nó mổ chết chẳng địch bây giờ. Nhốt không thì có lỗ, chỗ nào lốt đâu. Keo đây. Bắt được con chẳng địch về nuôi mồi. Đấy, độ bám dính của nó rất là ok anh em nhé. Đấy còn hũ keo của nó thì nó sẽ bao gồm là hũ 1 cân và hũ lửa cân. Hũ lửa cân thì giá của nó sẽ đắt hơn là hũ 1 cân anh em. Đấy còn về cái dòng keo này thì đang trong cái thời điểm mùa di cư, đặc biệt là con cò bợ. Đấy, và cái thứ hai nữa là con cò trắng. Đấy, cái thứ ba nữa là con vạc. Thì anh em đang sử dụng cái dòng keo đánh rất là tốt. Đấy, keo đánh ngày đánh đêm. Đấy, bảo hành cho anh em là lắng không chảy. Đấy, gặp thời tiết mưa đánh ok. Đấy, không bao giờ sợ bị mất cò hay mất vạc khi bám keo cả. Thì số điện thoại mua keo em để ở góc màn hình video nhé. Chào các bác đây.